Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đây là hình ảnh của Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Sinh vật Cảnh huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, được tổ chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì ngày 19 tháng 11 năm 2021. Phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ truyền tải toàn cảnh đại hội đến với các bạn, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Báo cáo các quý vị đại biểu là đến thời điểm này thì các đại biểu chính thức về dự đại hội đã được 98%, và để xin phép đại hội nghị cho tôi được bắt đầu làm việc. Đề nghị các đại biểu chuẩn bị làm lễ cờ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội, thực hiện kế hoạch số 165, kế hoạch Hội Sinh vật Cảnh ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Hội Sinh vật Cảnh huyện Ba Vì về việc tổ chức kiện toàn Hội Sinh vật Cảnh cơ sở tiến tới Đại hội Hội Sinh vật Cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026, được sự nhất trí của thường trực huyện ủy, thường trực ủy ban huyện Ba Vì. Hôm nay, Ban chấp hành Hội Sinh vật Cảnh huyện Ba Vì long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh vật Cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026, với sự tham gia của 36 đại biểu chính thức đại diện cho trên 700 hội viên Hội Sinh vật Cảnh trong toàn huyện. Đại hội hôm nay, chúng ta vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu lãnh đạo của huyện ủy Ba Vì. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Thị Kim Quế, phó trưởng ban dân vận huyện ủy. Các đồng chí lãnh đạo ủy ban, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Quang Trung, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì. Các đại biểu lãnh đạo đại diện các đoàn thể chính trị của huyện đã về dự. Các đồng chí phóng viên của Trung tâm Văn hóa Thể thao, đồng chí Đỗ Sinh, phóng viên của Việt Nam Hương Sắc Đỗ Sinh đã đến dự chỉ đạo và đưa tin. Thay mặt ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại biểu về dự đại hội hôm nay. Chúc các đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau đây đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách của đại hội.
Trước hết, đại hội bầu làm chủ tịch. Ban tổ chức dự kiến số lượng đoàn chủ tịch là 3 đồng chí. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch đại hội là 3 đồng chí, đề nghị đại hội cho biểu quyết. Xin cảm ơn đại hội. Như vậy 100% đại biểu của chúng ta đã nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 3 đồng chí. Về danh sách nhân sự đoàn chủ tịch, ban tổ chức đại hội dự kiến giới thiệu các đồng chí có tên sau. Một đồng chí Đỗ Quang Trung, huyện ủy viên, phó chủ tịch hội nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch hội sinh vật cảnh khóa 2. Hai đồng chí Đỗ Hùng Lưu, phó chủ tịch hội sinh vật cảnh khóa 2. Ba đồng chí Tinh Thị Yến Hảo, ủy viên, chủ tịch ủy ban, chủ tịch hội nông dân huyện. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí ba đồng chí có tên trên tham gia đoàn chủ tịch đại hội, đề nghị đại hội cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí? Không có. Như vậy 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí bầu ba đồng chí có tên trên và đoàn chủ tịch đại hội. Xin cảm ơn đại hội. Và tiếp theo đại hội bầu đoàn thư ký. Ban tổ chức dự kiến số lượng đoàn thư ký là 2 đồng chí. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu làm nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 2 đồng chí. Xin cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn. Ban tổ chức dự kiến giới thiệu danh sách đoàn thư ký đại hội gồm 2 đồng chí. Một đồng chí Nguyễn Đắc Mộc, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2, chi hội trưởng sinh vật cảnh Sơn Đà. Hai đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, ủy viên ban thường vụ hội nông dân huyện. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu là nhất trí với đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban tổ chức dự kiến thông tin cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Thẩm tra tư cách đại biểu, ban tổ chức dự kiến số lượng ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí với số lượng ban thẩm tra tư cách đại biểu là 3 đồng chí, đề nghị cho biểu quyết. Vâng, xin cảm ơn đại hội. Ban tổ chức đại hội xin dự kiến giới thiệu danh sách nhân sự của ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí. Một đồng chí Hoàng Văn Anh, phó hội trưởng, chi hội phó, chi hội sinh vật cảnh xã Vạn Thành. Hai đồng chí Nguyễn Duy Dũng, chi hội trưởng, chi hội sinh vật cảnh thị trấn Tây Đằng. Ba đồng chí Chu Văn Tùng, chi hội trưởng, chi hội sinh vật cảnh xã Thái Hòa. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu là nhất trí với ba đồng chí có tên trên tham gia ban thẩm tra tư cách đại biểu. Xin cho biểu quyết ạ. Xin cảm ơn. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí bầu ba đồng chí có tên vào đoàn thẩm tra tư cách đại biểu. Sau đây xin kính mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký lên làm việc và đề nghị ban thẩm tra tư cách đại biểu lên làm nhiệm vụ. Xin kính mời các đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Quang Trung, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, chủ tịch hội sinh vật cảnh huyện khóa 2, thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đại biểu tham dự hội nghị, kính thưa đại hội, thực hiện công văn số 939 ngày 4 tháng 5 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, kế hoạch số 165 của Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì về việc kiện toàn tổ chức hội sinh vật cảnh các cấp tiến tới hội sinh vật cảnh huyện, long trọng tổ chức đại hội đại biểu hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội rất vinh dự để đón tiếp các đồng chí lãnh đạo của các ban đảng, các hội đoàn thể và các quý vị đại biểu hôm nay.
Các đồng chí nguyên là lãnh đạo hội sinh vật cảnh huyện qua các thời kỳ, cùng 36 đại biểu chính thức là những cán bộ hội viên tiêu biểu dự đại diện cho hội sinh vật cảnh của các cơ sở trong huyện về dự đại hội, về dự và đưa tin đại hội còn có phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Ba Vì. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa đại hội, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, song cán bộ và hội viên hội sinh vật cảnh từ huyện đến các cơ sở đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chi hội sinh vật cảnh các cơ sở được xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, động viên nhiệt tình, tinh thần nhiệt tình, khả năng lao động sáng tạo của hội viên, đoàn kết, hợp tác giúp họ phát triển kinh tế gia đình trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tăng giá chất lượng và hiệu quả các loại sinh vật cảnh, hướng đến một ngành kinh tế có giá trị cao, góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì lần thứ 2, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác hội sinh vật cảnh trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu ban chấp hành chủ tịch, phó chủ tịch hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn chủ tịch đề nghị các đại biểu dự đại hội phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia trách nhiệm và các nội dung để đại hội thành công tốt đẹp, đáp ứng sự tin tưởng của hội viên hội sinh vật cảnh trong toàn huyện. Với tinh thần đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu khai mạc của đồng chí Đỗ Quang Trung. Tiếp theo chương trình, tôi xin thay mặt đoàn chủ tịch sẽ thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội. Vâng, chương trình của đại hội đại biểu hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì diễn ra trong một buổi sáng vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, gồm những nội dung sau: một, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu; hai, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; ba, khai mạc đại hội; bốn, thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội; năm, quán triệt một số nội dung quy chế bầu cử trong hệ thống hội; sáu, là báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; bảy, là báo cáo tổng kết hoạt động của hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì khóa 2 và phương hướng nhiệm vụ khóa 3; tám, là tham luận của các đại biểu dự đại hội; chín, lãnh đạo của cấp trên phát biểu; 10, bầu ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026; và 11, thông qua biên bản bầu cử ban chấp hành; 12, là đại hội sẽ giải lao 30 phút và xem các video sinh vật cảnh trưng bày của các cơ sở; 13, là công bố kết quả họp phiên thứ nhất của ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội; 14, là thông qua dự thảo nghị quyết và chia tay các đồng chí ban chấp hành khóa 2 không tái cử; 15, là bế mạc đại hội. Trên đây là dự kiến chương trình đại hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3. Xin ý kiến các đại biểu dự đại hội. Đại biểu nào nhất trí với chương trình đại hội cho biểu quyết? Xin cảm ơn các đại biểu. Kính thưa đại hội, tiếp theo thì tôi xin trình bày dự thảo quy chế làm việc của đại hội đại biểu hội sinh vật cảnh huyện lần thứ 3. Nội dung một là nội dung nhiệm vụ của đại hội. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu hội sinh vật cảnh khóa 2 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Hai là bầu ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Và thời gian làm việc, đại hội tổ chức một buổi sáng ngày 19 tháng 11 năm 2021. Về các ban điều hành và giúp việc của đại hội, ban điều hành và giúp việc đại hội bao gồm
đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban bầu cử là những đại biểu chính thức có mặt tại đại hội do đại hội bầu bằng biểu quyết giơ tay. Đoàn chủ tịch đại hội, đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, có nhiệm vụ điều hành các công việc của đại hội theo quy chế và chương trình đại hội đã thông qua, điều hành việc bầu cử theo quy định, phân công thành viên điều hành các phiên họp của đại hội, điều hành đại hội, biểu quyết về chương trình quy chế làm việc của đại hội, thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, đề án nhân sự ban chấp hành, biên bản bầu cử, dự thảo nghị quyết của đại hội, về hướng dẫn đại hội thảo luận, giải đáp và kết luận các vấn đề của đại hội, lãnh đạo công tác bầu cử, ban chấp hành của hội xin vận cảnh khóa 3 xem xét quyết định các trường hợp đại biểu xin rút trong danh sách bầu cử. Về đoàn thư ký, đoàn thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản đại hội, tiếp nhận đăng ký phát biểu, tổng hợp các ý kiến phát biểu của đại hội, tiếp nhận thư chúc mừng và các tài liệu có liên quan gửi đến đại hội, dự thảo nghị quyết đại hội. Về quản lý và phát hành tài liệu của đại hội theo chỉ đạo của đoàn chủ tịch, tập hợp phản ánh kịp thời với đoàn chủ tịch về những vấn đề phát sinh tại đại hội. Về ban thẩm tra tư cách đại biểu, có trách nhiệm thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo với đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu. Về xem xét đơn thư khiếu nại tố cáo về tư cách đại biểu và báo cáo với đoàn chủ tịch trình đại hội xem xét quyết định nếu có. Ban bầu cử do đoàn chủ tịch giới thiệu số lượng và dự kiến danh sách của các đại biểu có không có tên trong danh sách bầu cử. Ban bầu cử có nhiệm vụ phổ biến nguyên tắc thể lệ bầu cử, hướng dẫn bầu cử bằng hình thức đã được đại hội biểu quyết thông qua và công bố kết quả bầu cử với đại hội. Về quyền và trách nhiệm của đại biểu đại hội, trách nhiệm của đại biểu thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đại hội, dự đại hội đầy đủ, đúng giờ, đeo phù hiệu, ngồi đúng vị trí, nếu vắng mặt phải có lý do và được sự đồng ý của đoàn chủ tịch, về thảo luận và biểu quyết các nội dung quan trọng của đại hội. Kính thưa các vị đại biểu, thưa đại hội, rất vinh dự được ban tổ chức cho phép phát biểu tham luận. Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thể đạt và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tôi hoàn toàn đồng ý và nhất trí cao nội dung báo cáo của ban thường trực hội sinh vật huyện Ba Vì. Những ý kiến tham luận đại diện của tôi chỉ là mang tính chia sẻ và minh họa thêm. Kính thưa các vị đại biểu, thưa đại hội, hội sinh vật cảnh sát Tản Lĩnh được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2000. Lúc đầu chỉ có 15 hội viên, như hiện nay thì sau 21 năm thì chúng tôi đã có cái số hội viên là 41 hội viên. Ban chấp hành thì có 7, một trưởng, hai phó và 4 ủy viên. Hội viên thì có nhiều thế hệ, có tuổi nhất là 86 tuổi và ít tuổi nhất là 40 tuổi. Trong 41 hội viên có 12 hội viên cao tuổi tham gia chỉ là chơi cây thế, nuôi chim thú cho vui để nâng cao cuộc sống văn hóa tinh thần. Còn lại là 29 hội viên chúng tôi làm kinh tế, sinh vật cảnh. Cụ thể là có 14 hội viên chuyên về cây mai trắng, 5 hội viên chuyên về cây cảnh công trình, cầu vận chuyển, cây xanh bóng mát, còn lại là 10 hội viên kinh doanh các loại hoa tiết, phong lan và chim thú các loại. Về công tác tổ chức hội, hội chúng tôi được chia 4 tổ: tổ mai trắng, tổ cây cảnh công trình, tổ cây cảnh thế, cây thế và tổ trồng hoa tiết. Thì chúng tôi có phân công ban chấp hành là phân công các tổ. Về hoạt động hội thì chúng tôi luôn bám sát sự chỉ đạo định hướng của thường trực hội sinh vật huyện Ba Vì, của đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban trật tự Tản Lĩnh, và cũng báo cáo với đại hội là chắc là các đại biểu chúng ta đều biết là những năm từ năm 2000 đến năm 2007 thì các loại cây thế như xanh xì đã để từ khi đang nó đã đun vàng thì sau cuối cùng là cho hôm nay và thậm chí là hôm nay thuê người để chặt bỏ. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Tín đã có ý kiến tham luận về cái vấn đề báo cáo và chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động hội sinh vật cảnh của chi hội Tản Lĩnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, ngay sau khi đại hội hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì tổ chức đại hội lần thứ 3 lần thứ 2 năm 2013, đại hội thì hội sinh vật cảnh xã Phú Sơn cũng đã được thành lập, và từ đó đến nay thì chi hội đã trưởng mạnh cả về số lượng và chất lượng.
hội viên tiếp theo chương trình. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phùng Nghĩa Bộ, chi hội trưởng chi hội sinh hoạt cảnh xã Phúc Sơn lên tham luận. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa tất cả các quý vị khách quý đến dự đại hội, kính thưa các đại biểu về dự đại hội, tôi là chi hội trưởng chi hội sinh hoạt cảnh xã Phúc Sơn đến dự với đại hội. Lời đầu tiên xin được gửi lời kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu có mặt trong đại hội, gia đình mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Kính thưa đại hội, về dự với đại hội sinh hoạt cảnh lần thứ 3 của huyện Ba Vì, trước hết bản thân tôi cũng nhất trí với báo cáo tổng kết cũng như phương hướng của ban chấp hành huyện hội đã thông qua. Về cá nhân của chúng tôi chi hội sinh hoạt cảnh xã Phú Sơn, xin có một chút tham luận về vấn đề xây dựng công tác chi hội cơ sở. Kính thưa đoàn chủ tịch của đại hội, kính thưa quý vị đại biểu về dự với đại hội, thưa toàn thể các đồng chí đại diện cho các chi hội của hội sinh hoạt cảnh các xã, lời chào tôi xin được gửi lời chào kính chúc sức khỏe tới gia đình các đồng chí, hạnh phúc an khang thịnh vượng và làm ăn phát đạt. Qua nghe báo cáo của ban chấp hành sinh hoạt cảnh huyện khóa 2, tôi nhất trí vì sự báo cáo đã nêu khá chi tiết về các việc làm của huyện hội đã làm được và còn tồn tại qua những năm hình thành và phát triển. Những năm qua hội sinh hoạt cảnh huyện đã hoạt động, tôi xin góp ý kiến của mình về công tác xây dựng chi hội cơ sở như sau. Một là xây dựng với ý thức và tinh thần cho hội viên. Công tác tuyên truyền là một công việc không đơn giản vì mỗi cá nhân, vì mỗi tinh thần chính trị, ý thức xã hội và về sinh vật cảnh thì khác nhau. Công tác tuyên truyền về thú chơi sinh vật cảnh trong từng thời kỳ kinh tế lại càng khó. Chính vì vậy, ban chấp hành chi hội phải gắn một lòng vừa ổn định, vừa xây dựng, về đẩy nhanh tốc độ phát triển, về cảm hóa các cá nhân thích hoặc là còn lưỡng lự. Công tác xây dựng chi hội kết hợp chặt chẽ với sự động viên kịp thời các cá nhân, tạo niềm tin và hứng khởi cho mỗi thành viên trong chi hội. Tựa đề của bài thơ là Yêu Cây. Nhiều vàng lắm bạc thì sang, cây đẹp dáng thế rộn ràng góc yêu. Đi xa là nhớ thật nhiều, cận kề ve vuốt nữ yêu tối ngày. Dáng ngồi xem ở vặt tay, đồng chí nào có hoa tay thì dáng ngồi xem ở vặt tay, nhìn vô ánh mắt hàng ngày chủ nhân. Nắng khô cây cũng tần ngần, vẻ chùm lá yếu gốc thân bốc xì. Chuyện đời mê muội đa si, lộc vừng mộc ổi thứ gì nết ngoan. La Hán chịu phép hoàn toàn, thép răng dây buộc phượng loan tạo hình. Một ngày phải xa em mình, phải xa em sinh, lửng lơ tựa kẻ thất tình mới hay. Gần nhau ngắm tỉa suốt ngày, tối mơ tỉ phú rõ hay chuyện tình. Dáng nào kiểu đẹp trời sinh, thứ cây loại quý thật tình phải lo. Tránh câu chuồng bỏi mất bò, tức là làm chuồng mất bò làm chuồng đấy. Yêu cây như vợ phải lo cả đời. Xin hết ạ. Xin cảm ơn.
cảm ơn ý kiến tham luận của đồng chí Phùng Ngũ Bột, và đặc biệt là bài thơ của đồng chí thì đã được đại hội vỗ tay rất to. Vâng, xin chân thành cảm ơn đồng chí. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, trong tuần lễ đại hội, trong đó phong trào phát triển sinh vật cảnh của xã Phú Phương thì qua nhiều năm theo dõi thì tôi thấy là phong trào sinh vật cảnh của xã Phú Phương tuy hội viên là cũng chưa đông lắm, nhưng các đồng chí là tổ chức sinh hoạt và giao lưu cây rất là đều đặn vào mỗi cuối hàng năm khi tổng kết. Và cứ mỗi khi các bác tổng kết cây cảnh thì các bác lại mang cây đến để ngắm, để bình và để làm thơ. Tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Tiến Thụ, chi hội trưởng của chi hội sinh vật cảnh xã Phú Phương đã lên tham luận. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể đại hội, lời đầu tiên cho tôi xin thay mặt toàn thể chi hội sinh vật cảnh xã Phú Phương xin được gửi lời chào trân trọng tới toàn thể quý vị khách quý, các vị đại biểu, kính chúc các vị luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, được sự đồng ý của đoàn chủ tịch, tôi xin tham luận một vài ý kiến về phong trào hoạt động của hội sinh vật cảnh xã Phú Phương. Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết hoạt động của hội sinh vật cảnh xã Phú Phương nhiệm kỳ 2 cũng như phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 2021-2026. Kính thưa đại hội, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, hội viên, chi hội sinh vật cảnh xã Phú Phương luôn đoàn kết, đổi mới, chăm lo, củng cố tổ chức hội, khơi dậy, phát huy tiềm năng, niềm đam mê sinh vật cảnh của mỗi cán bộ, hội viên, từ đó tạo ra động lực thúc đẩy phong trào hội ngày càng phát triển, đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng nông thôn mới hướng tới con người có vẻ đẹp, chân thiện mỹ. Ban chấp hành hội luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền cho hội viên gương mẫu đi đầu trong việc ban chấp hành thường xuyên phát hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, đồng thời tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền phương hướng về quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ hội để hội hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Vâng, xin cảm ơn bài phát biểu tham luận của đồng chí Lê Tiến Thủ, chi hội trưởng sinh vật cảnh xã Phú Sơn, xã Phú Phương. Và kính thưa đại hội đã vừa được nghe ba ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu dự đại hội. Để đảm bảo thời gian của đại hội thì phần tham luận xin được dừng tại đây ạ. Và các ý kiến phát biểu thì xin mời các đồng chí đã chuẩn bị thì gửi về đoàn thư ký để tổng hợp. Vâng, tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Thị Bích Hảo lên thông qua đề án nhân sự và điều hành phần kiện toàn ban chấp hành báo ứng. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Kính thưa đại hội, sau đây đại hội sẽ chuyển sang phần bầu cử ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày đề án nhân sự ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026 do ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2 đã xây dựng để trình đại hội. Nhất là về yêu cầu chung, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 phải đảm bảo
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển của tổ chức hội và phong trào sinh hoạt cảnh của huyện trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 2 là ủy viên ban chấp hành hội sinh hoạt cảnh huyện, và 3 là những người thể hiện được tính chất xã hội của tổ chức hội nghề nghiệp dưới sự lãnh đạo của đảng và chính quyền các cấp. Cơ cấu ủy viên ban chấp hành gồm thường trực ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ngành liên quan và chi hội trưởng các cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy dân chủ, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết cao. Ủy viên ban chấp hành phải đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo hài hòa các độ tuổi, có sự kế thừa phát triển. 2 về tiêu chuẩn cụ thể, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng, tổ chức hội và phát triển phong trào sinh vật cảnh của huyện, nhiệt tình, uy tín, có kinh nghiệm, hiểu biết về sinh vật cảnh và các năng lực lãnh đạo, vận động, tập hợp quần chúng tham gia tổ chức hội, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của hội. 3 về số lượng, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo hoạt động hội và phong trào sinh hoạt cảnh huyện trong tình hình mới, ban chấp hành khóa 2 đề nghị số lượng ủy viên ban chấp hành khóa 3 là 15 đồng chí. Kính thưa đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi xin phổ biến với đại hội một số quy định về công tác bầu cử đại hội. Thứ nhất, về nguyên tắc bầu cử, việc bầu cử trong tổ chức hội được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và đa số qua bán. Về hình thức bầu cử, có hai hình thức bầu cử có giá trị như nhau, biểu quyết bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Lựa chọn hình thức nào là do đại hội quyết định, trừ các trường hợp bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban bầu cử, ban thẩm tra tư cách đại biểu xin ý kiến về các ứng cử viên để đưa vào danh sách bầu cử thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự cụ thể được thực hiện bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Về quyền ứng cử, tất cả các đại biểu chính thức dự đại hội đều có quyền ứng cử để bầu vào ban chấp hành hội sinh hoạt cảnh huyện. Và 3, trường hợp người ứng cử là đảng viên phải thực hiện theo quy định số 37 ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm, không được đề cử và nhận đề cử khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép. Về quyền đề cử, đại biểu chính thức tại đại hội có quyền đề cử người có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để được xem xét bầu vào ban chấp hành hội sinh hoạt cảnh huyện. Nếu đề cử người không phải là đại biểu của đại hội thì người đề cử phải báo cáo đoàn chủ tịch bằng văn bản về sơ yếu lý lịch, tư cách của người mà mình đề cử, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức đơn vị người đó công tác và phải được sự đồng ý của người được đề cử. Đoàn chủ tịch đại hội đề cử danh sách ban chấp hành khóa tới do ban chấp hành cấp triệu tập đại hội chuẩn bị. Người đề cử và người được đề cử ngoài danh sách ban chấp hành cấp triệu tập chuẩn bị là đảng viên phải thực hiện các quy định số 37 của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm. Về quyền bầu cử, chỉ có đại biểu chính thức tại đại hội mới có quyền bầu cử. Về quy định số dư và danh sách bầu cử, danh sách bầu cử gồm những người ứng cử, những người được đề cử đã được đại hội đại biểu thông qua. Danh sách bầu cử do ban chấp hành cấp triệu tập chuẩn bị là danh sách không có số dư. Nếu nhiều hơn thì số lượng không quá 15% so với số lượng ủy viên ban chấp hành được đại hội biểu quyết thông qua. Kính thưa đoàn chủ tịch, thưa toàn thể đại hội, thay mặt ban tư cách đại biểu, tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đại biểu hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau. Căn cứ điều lệ hội sinh vật cảnh Việt Nam, căn cứ kế hoạch số 165 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì về việc kiện toàn hội sinh vật cảnh cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu
Hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ biên bản và danh sách đại biểu được Hội sinh vật cảnh các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc bầu chọn. Sau thời gian làm việc khẩn trương, khách quan và nghiêm túc, Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin báo cáo với đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đại biểu Hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3 như sau. 1. Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập là 36 đại biểu, trong đó số đại biểu đương nhiên là ủy viên Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh huyện khóa 2 là 14 đại biểu, bằng 38,8%. Số đại biểu đại diện cho các đại biểu được Hội sinh vật cảnh cơ sở bầu là 17 đại biểu, bằng 47,2%. Số đại biểu chỉ định 5 đại biểu, bằng 13,9%. Đại biểu có mặt tại đại hội là 33 đại biểu, đại biểu vắng mặt 3 đại biểu, vắng mặt có lý do 3 đại biểu, vắng mặt không lý do 0. 2. Thành phần đại biểu. Đại biểu là đảng viên 26 đại biểu, bằng 72,2%. Đại biểu ngoài đảng 10 đại biểu, bằng 27,8%. Đại biểu tôn giáo dân tộc thiểu số 2 đại biểu, bằng 5,5%. Đại biểu là nữ 4 đại biểu, bằng 11,1%. Đại biểu là lãnh đạo cán bộ các ban ngành đoàn thể ở huyện 9 đại biểu, bằng 25%. Đại biểu là cán bộ chi hội sinh vật cảnh cơ sở 24 đại biểu, bằng 66,7%. Đại biểu là cán bộ hưu trí 7 đại biểu, bằng 19,4%. 3. Tuổi đời dưới 40 tuổi 1 đại biểu, bằng 2,8%. Từ 40 tuổi đến 50 tuổi 10 đại biểu, bằng 27,8%. Từ 51 đến 60 tuổi 15 đại biểu, bằng 41,6%. Trên 60 tuổi 10 đại biểu, bằng 27,8%. Trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 78 tuổi, đại biểu Phương Văn Hà, xã Tân Hợp. Đại biểu trẻ tuổi nhất 36 tuổi, đại biểu Đinh Văn Hiến, xã Vân Hòa. 4. Trình độ của đại biểu. Trình độ học vấn: trung học cơ sở 1 đại biểu, bằng 2,8%. Trung học phổ thông 35 đại biểu, bằng 97,2%. Trình độ chuyên môn: trên đại học 8 đại biểu, bằng 22,2%. Đại học cao đẳng 10 đại biểu, bằng 27,8%. Trung cấp 3 đại biểu, bằng 8,3%. Trình độ lý luận chính trị: cử nhân cao cấp 9 đại biểu, bằng 25%. Trung cấp 4 đại biểu, bằng 11,1%. Sơ cấp 5 đại biểu, bằng 13,9%. Trân trọng cảm ơn. Đại hội đã vừa nghe đồng chí Hoàng Cao Đăng, trưởng ban tổ chức các đại biểu, đã thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu của đại hội. Xin ý kiến hiểu biết của các đại biểu. Đại biểu nào nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu mà đồng chí Hoàng Cao Đăng vừa trình bày, xin cho ý kiến ạ. Xin cho biểu quyết ạ. Vâng, xin cảm ơn đại hội. 100% đại biểu có mặt đã nhất trí với biên bản kiểm tra tư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Cao Đăng vừa trình bày. Và xin cảm ơn đại hội. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Thị Bích Hảo, thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của Hội sinh vật cảnh huyện khóa 2 và phương hướng khóa 3. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Về sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 32 Hội sinh viên cảnh biệt giai đoạn 2013-2021 phương hướng nhiệm vụ đại hội sinh viên cảnh biệt lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Phần một lớn là kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 2 giai đoạn 2013-2021 về đặc điểm tình hình. Ba Vì là một huyện cách xa trung tâm thủ đô với diện tích 424,5 km², gồm 31 xã thị trấn, trong đó có 7 xã miền núi, 15 xã vùng đồi gò và 9 xã đồng bằng ven sông. Dân số trên 28 vạn người, có 3 dân tộc Kinh, Mường, Giao cùng chung sống. Tổ chức Hội sinh vật cảnh có 24 chi hội trên 31 xã thị trấn với 722 hội viên. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được ổn định, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, công tác hội được Đảng ủy, chính quyền xã, thị trấn quan tâm tạo điều kiện. Về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, về công tác tuyên truyền, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền về điều lệ Hội sinh vật cảnh Việt Nam, về mục đích, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đến 100% hội viên. Hàng năm tổ chức tuyên truyền chào mừng các ngày truyền thống, các ngày kỷ niệm lớn của thủ đô và đất nước. Hội đã phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của địa phương đến cán bộ hội viên. Hội sinh vật cảnh huyện đã tập trung tuyên truyền để hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vận động cán bộ hội viên tích cực trồng và chăm sóc các loại cây có giá trị kinh tế cao, cây trồng, cây công trình, cây bóng mát ở trụ sở ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, nơi công cộng. Hàng năm, huyện hội và các chi hội cơ sở đã đặt mua báo Việt Nam Hương Sắc để tham khảo các tác phẩm bonsai, cây cảnh có giá trị kinh tế cao để học hỏi, trao đổi kiến thức, kỹ thuật, tạo nên các tác phẩm đẹp có giá trị phù hợp với nhu cầu thị hiếu của thị trường. Trong giai đoạn 2013-2021, Hội sinh vật cảnh huyện và cơ sở đã đặt mua trên 300 số báo Việt Nam Hương Sắc. Về công tác xây dựng tổ chức hội, Hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì đã thường xuyên tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giúp đỡ hỗ trợ để hội hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Các chi hội sinh vật cảnh trên địa bàn thường xuyên được củng cố và phát triển. Tổng số chi hội sinh vật cảnh toàn huyện là 24 chi hội. Năm 2014, Hội sinh vật cảnh Phú Sơn thành lập. Năm 2021 thành lập mới 2 chi hội Thủy An, Vân Hòa, nâng tổng số hội viên lên 722 hội viên. Về xây dựng quỹ hội, việc xây dựng quỹ đã được các chi hội vận động để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và thăm hỏi động viên yếu ỉ ốm đau rủi ro. Tổng số có 17/24 cơ sở đã có quỹ hội với số tiền trên 500 triệu đồng. Chi hội có quỹ bình quân quỹ cao là chi hội xã Phú Xuông với 1.180.000 đồng trên hội viên, Vạn Thắng 1.000.000 đồng trên hội viên, Sơn Đà 1.000.000 đồng trên hội viên. Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên khá giàu giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất giúp đỡ phát triển kinh tế. Hội sinh vật cảnh huyện đã chỉ đạo các chi hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vay vốn giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế. Hội đã triển khai dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân 250.000.000 đồng cho 12 hội viên hội sinh vật cảnh xã Vạn Thắng phát triển mô hình sinh vật cảnh vườn. Phong trào phát triển kinh tế sinh vật cảnh, đây là phong trào trọng tâm của hội, được các cấp hội triển khai sâu rộng đến các hội viên, thu hút được nhiều hội viên tham gia. Tổng số các tác phẩm cây cảnh của các hội viên hiện là 15.576 tác phẩm, trong đó số cây đại là 1.980 cây, cây chung là 4.474 cây, cây tiểu, cây mini là 7.561 cây. Toàn huyện có từ 20 đến 25 vườn cây cảnh có giá trị trên 1 tỷ đồng, tiêu biểu như vườn ông Hùng Văn San, xã Phú Đông, vườn ông Đỗ Văn Thơ, trồng mai trắng xã Tản Lĩnh, ông Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Viết Thủy, thị trấn Tây Đàn. Còn nhiều các nhà vườn có giá trị từ 500 đến 700 triệu đồng. Diện tích
trồng hoa là 4.876 m2 với 65 hộ, trồng các loại hoa truyền thống như hoa cúc, hoa hồng, đồng tiền, thực dược, hoa mai trắng, hoa phong lan cũng bắt đầu được chú trọng phát triển chủ yếu ở các xã Tản Lĩnh, Phong Vân, Phú Đông, Vạn Thắng, Phú Sơn. Đặc biệt là hoa mai trắng đã tập trung ở 20 hộ thôn Hòa An Hòa, xã Tản Lĩnh với diện tích trên 50.000 m2. Còn các loại hoa khác như hoa hồng, hoa cúc, diện tích nhỏ, đầu tư chưa cao, chưa được sản xuất hàng hóa lớn. Số cá cảnh có 62 hộ với 62 bể, chim cảnh là 131 hộ với 629 con, tổng số tác phẩm ô đũa là 106 tác phẩm, 39 hộ đá cảnh. Năm 2013-2021 có 3 chi bộ tổ chức trưng bày sinh vật cảnh tại địa phương. Năm 2013, chi bộ sinh vật cảnh huyện tổ chức trưng bày khu trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện với 269 tác phẩm của các hội sinh vật cảnh huyện tham gia. Xuân Kỷ Hợi 2019, hội sinh vật cảnh xã Tiên Phong tổ chức trưng bày cây cảnh tại khu khuôn viên ủy ban nhân xã với trên 100 tác phẩm, trong đó có các tác phẩm của một số các chi bộ bạn tham gia trưng bày giao lưu. Tháng 3 2019, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập chi hội sinh vật cảnh xã Vạn Thắng tổ chức trưng bày cây cảnh tại khu sân bóng khu trung tâm xã với trên 200 tác phẩm, trong đó có các tác phẩm sinh vật cảnh của thị xã Sơn Tây, các nhà vườn, câu lạc bộ cây cảnh, các xã trong huyện đến dự tham gia trưng bày giao lưu. Xuân Canh Tí 2020, thị trấn Tây Đằng có tổ chức trưng bày cây cảnh khu di tích đền cao với 160 tác phẩm, trong đó có các tác phẩm của câu lạc bộ Phủ Quảng, nhà vườn Phúc Thọ, Cam Thượng, các chi hội bản Tiên Phong, Bình An, Vạn Thắng, Thái Hòa, Phú Đông, Phú Sơn tham gia trưng bày giao lưu. Báo cáo đại hội vừa được thông qua để báo cáo tổng kết nghị quyết lần thứ 2 sinh hoạt thực hiện và phương hướng đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Lê Thị Bích Hảo đã vừa thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 cũng như nhiệm kỳ 3 của đại hội sinh vật cảnh. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Và tiếp theo chương trình để minh họa thêm cho các hoạt động của cơ sở, minh họa thêm vào báo cáo tổng kết của nhiệm kỳ. Sau đây là phần tham luận. Kính thưa các quý vị đại biểu, với xã Tản Lĩnh là chi bộ sinh vật cảnh của miền núi, có đặc điểm thế mạnh để phát triển cả cái công trình cây bao xa và cũng mới thành lập một làng hoa làm hoa mai. Đấy là đặc điểm của hội sinh vật cảnh xã Tản Lĩnh. Tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Tín là chi hội trưởng sinh vật cảnh của xã Tản Lĩnh lên tham luận. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Hai, dự kiến nhân sự để bầu vào ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ba Vì phê duyệt tại quyết định 8210 ngày 17/11/2021 trình đại hội gồm 15 đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Đỗ Quang Trung, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp, chức vụ công tác hiện nay ủy viên thường vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. 2. Đồng chí Đinh Thị Bích Hảo, sinh năm 1981, trình độ chuyên môn thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp, chức vụ công tác hiện nay huyện ủy viên, chủ tịch hội nông dân huyện. 3. Đồng chí Đỗ Thị Hồng Minh, sinh năm 1966, trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị cao cấp, chức vụ công tác hiện nay phó chủ tịch hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. 4. Đồng chí Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp, chức vụ công tác hiện nay phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. 5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1980, trình độ chuyên môn thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị trung cấp, chức vụ công tác hiện nay ủy viên ban thường vụ hội nông dân huyện. 6. Đồng chí Lê Hào Quang, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn thạc sĩ,
trình độ lý luận chính trị cao cấp, chức vụ công tác hiện nay huyện ủy viên, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện. 7. Đồng chí Hứa Bá Trình, sinh năm 1978, trình độ chuyên môn thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp, chức vụ công tác hiện nay phó phòng kinh tế huyện. 8. Đồng chí Hoàng Văn Anh, sinh năm 1966, trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị sơ cấp, chức vụ công tác hiện nay chi hội phó chi hội sinh vật cảnh xã Vạn Thắng, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. 9. Đồng chí Nguyễn Duy Dũng, sinh năm 1972, trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị sơ cấp, chức vụ công tác hiện nay chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh thị trấn Tây Đằng, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh khóa 2. 10. Đồng chí Nguyễn Trung Hậu, sinh năm 1967, trình độ chuyên môn trung cấp, chức vụ công tác hiện nay chi hội trưởng hội sinh vật cảnh xã Phong Vân, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. 11. Đồng chí Nguyễn Khắc Mậu, sinh năm 1969, trình độ chức vụ công tác hiện nay chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh xã Sơn Đà, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. 12. Đồng chí Nguyễn Đức Tín, sinh năm 1950, trình độ chuyên môn trung cấp, chức vụ công tác hiện nay chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh xã Tản Lĩnh, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. 13. Đồng chí Lê Tiến Thục, sinh năm 1961, trình độ chuyên môn trung cấp, chức vụ công tác hiện nay chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh xã Phú Phương, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. 14. Đồng chí Chu Văn Tùng, sinh năm 1969, trình độ chuyên môn trung cấp, chức vụ công tác hiện nay chi hội trưởng hội sinh vật cảnh xã Thái Hòa, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. 15. Đồng chí Phùng Văn San, sinh năm 1963, trình độ chuyên môn trung cấp, trình độ lý luận chính trị sơ cấp, chức vụ công tác hiện nay chi hội trưởng hội sinh vật cảnh xã Phú Đông, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2. Trên đây là danh sách đề cử vào ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 do ban chấp hành hội sinh vật cảnh khóa 2 đã chuẩn bị. Xin ý kiến đại hội. Có đồng chí nào có ý kiến gì khác về danh sách vừa trình bày không? Nếu các đồng chí không có ý kiến gì khác, đại hội tiến hành ứng cử và đề cử. Trước tiên về ứng cử, đoàn chủ tịch xin hỏi ngoài danh sách nhân sự được giới thiệu để bầu vào ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 do ban chấp hành khóa 2 chuẩn bị, có đại biểu nào ứng cử vào ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3? Đề nghị cho ý kiến ạ. Không có đại biểu nào ứng cử, đại hội chuyển sang phần đề cử. Về đề cử, đoàn chủ tịch xin hỏi có đại biểu nào có ý kiến đề cử thêm nhân sự ngoài danh sách ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2 đã chuẩn bị không ạ? Như vậy, không có đại biểu nào ứng cử đề cử thêm ngoài danh sách mà ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2 đã chuẩn bị để trình đại hội. Sau đây, đại hội tiến hành biểu quyết chốt danh sách nhân sự bầu ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí có tên sau, xếp theo thứ tự gần A, B, C. 1. Đồng chí Hoàng Văn Anh. 2. Đồng chí Nguyễn Duy Dũng. 3. Đồng chí Đinh Thị Bích Hải. 4. Đồng chí Nguyễn Trung Hậu. 5. Đồng chí Nguyễn Văn Lập. 6. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan. 7. Đồng chí Nguyễn Khắc Mậu. 8. Đồng chí Đỗ Thị Hồng Minh. 9. Đồng chí Lê Hào Quang. 10. Đồng chí Nguyễn Đức Tín. 11. Đồng chí Lê Tiến Thục. 12. Đồng chí Hứa Bá Trình. 13. Đồng chí Đỗ Quang Trung. 14. Đồng chí Chu Văn Tùng. 15. Đồng chí Phùng Văn San. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí với danh sách đề cử để bầu vào ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 gồm 15 đồng chí có tên trên, đề nghị cho biểu quyết ạ. Đại biểu nào không nhất trí và có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách đề cử để bầu vào ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 3 gồm 15 đồng chí có tên trên. Xin cảm ơn đại hội.
Kính thưa đại hội, tiếp theo đại hội tiến hành biểu quyết hình thức bầu cử theo quy định của điều lệ hội và quy chế bầu cử trong hệ thống hội có hai hình thức bầu cử. Thứ nhất, biểu quyết giơ tay, hai, biểu quyết phiếu kín. Cả hai hình thức đều có giá trị như nhau. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với hình thức biểu quyết giơ tay, đề nghị cho biểu quyết. Đại biểu nào có nhất trí với ý kiến khác không? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đã biểu quyết hình thức bầu cử ban chấp hành khóa mới bằng biểu quyết giơ tay. Xin cảm ơn đại hội. Về cách thức bầu cử có hai cách. Thứ nhất, biểu quyết một lần cho cả danh sách. Thứ hai, biểu quyết từng lần, từng người một. Xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí với cách thức biểu quyết một lần cho cả danh sách? Xin cho biểu quyết ạ. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đã nhất trí với cách thức biểu quyết một lần cho cả danh sách. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, để đảm bảo đúng nguyên tắc và thủ tục bầu cử, đại hội tiến hành bầu ban bầu cử. Về số lượng ban bầu cử, đoàn chủ tịch dự kiến 3 đồng chí. Xin ý kiến của đại hội ạ. Đại biểu nào nhất trí với số lượng ban bầu cử 3 đồng chí, đề nghị cho biểu quyết ạ. Đại biểu nào không nhất trí hoặc ý kiến khác ạ? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đã nhất trí với số lượng ban bầu cử là 3 đồng chí. Về nhân sự ban bầu cử, đoàn chủ tịch dự kiến 3 đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Trần Đình Thành, chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh xã Cẩm Lĩnh, làm trưởng ban. 2. Đồng chí Phan Thị Hoa, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ủy viên ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện khóa 2, làm thư ký. 3. Đồng chí Đinh Văn Hiến, chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh xã Vân Hòa, làm ủy viên. Xin ý kiến đại hội ạ. Đại biểu nào nhất trí ban bầu cử của 3 đồng chí có tên trên, đề nghị cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy, 100% đại biểu đã nhất trí ban bầu cử gồm 3 đồng chí có tên trên. Xin cảm ơn đại hội. Sinh vật cảnh huyện Ba Vì có 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Và chúng tôi xin hứa làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, trung thực. Sau đây xin mời các thành viên bầu cử tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Xin mời các đồng chí. Như vậy là ban bầu cử đã xin chốt số đại biểu có mặt bầu cử là 33 đại biểu. Đại hội đã biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử ban chấp hành sinh vật cảnh huyện Ba Vì khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026 là 15 đồng chí theo thứ tự A, B, C. 1. Đồng chí Hoàng Văn Anh. 2. Đồng chí Nguyễn Duy Dũng. 3. Đồng chí Đinh Thị Bích Hải. 4. Đồng chí Nguyễn Trung Hậu. 5. Đồng chí Nguyễn Văn Lập. 6. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan. 7. Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc. 8. Đồng chí Đỗ Thiều Minh. 9. Đồng chí Lê Quang Hào. 10. Đồng chí Nguyễn Đức Tín. 11. Đồng chí Nguyễn Tiến Thục. 12. Đồng chí Hứa Bá Trình. 13. Đồng chí Đỗ Công Trung. 14. Đồng chí Chu Văn Tùng. 15. Đồng chí Phùng Văn Sang. Đại hội đã quyết định bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay một lần cho cả danh sách 15 đồng chí. Về nguyên tắc bầu cử, mỗi đại biểu được giơ tay biểu quyết một lần đồng ý hoặc không đồng ý. Đại biểu không giơ tay biểu quyết hai lần
cả đồng ý và không đồng ý, như vậy là không hợp lệ. Sau đây, ban bầu cử xin ý kiến đại hội. Đại biểu nào nhất trí bỏ các đồng chí có tên trong danh sách trên vào ban chấp hành bộ sinh hoạt cảnh vệ khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026 xin biểu quyết ạ. Vâng, xin cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí? Không có. Đại biểu nào có ý khác khác không ạ? Không có. Như vậy, 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí bầu 15 đồng chí có tên trên vào ban chấp hành hội sinh hoạt cảnh huyện Ba Vì khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Xin cảm ơn đại hội. Ban bầu cử xin phép hoàn thiện văn biên bản bầu cử để báo cáo đại hội. Xin chân thành cảm ơn. Ban bầu cử xin thông qua biên bản bầu cử ban chấp hành xin mặc cảnh của Ban Thường vụ khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay hồi 10:00 ngày 19/11/2021, đại hội đại biểu hội sinh mặc cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3 tiến hành bầu ban chấp hành hội sinh mặc cảnh huyện khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu được triệu tập là 36, số đại biểu có mặt bầu cử là 33, đại biểu vắng mặt là 3. Sau khi nghe đoàn chủ tịch báo cáo đề án nhân sự ban chấp hành hội sinh mặt cảnh huyện Ba Vì khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu đại hội đã nhất trí số lượng ủy viên ban chấp hành khóa mới là 15 đồng chí. Đại biểu đã tiến hành ứng cử đề cử các đồng chí bộ và ban chấp hành hội sinh mặt cảnh huyện khóa 3. Cụ thể, đại biểu ứng cử không đại biểu được đề cử ngoài danh sách do ban chấp hành hội sinh mặt cảnh huyện khóa 2 chuẩn bị không. Đại hội thống nhất chốt danh sách để bầu ban chấp hành hội sinh mặt cảnh huyện Ba Vì khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí có tên sau đây xếp theo phần ABC: 1 đồng chí Hoàng Đức Anh, 2 đồng chí Nguyễn Duy Dũng, 3 đồng chí Đinh Thị Bích Hà, 4 đồng chí Nguyễn Trung Hậu, 5 đồng chí Chu Đình Lộc, 6 đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, 7 đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc, 8 đồng chí Đỗ Thị Hồng Minh, 9 đồng chí Lê Quang Hào, 10 đồng chí Nguyễn Đức Tín, 11 đồng chí Lê Tiến Thục, 12 đồng chí Ngô Ba Trình, 13 đồng chí Đỗ Công Trung, 14 đồng chí Chu Văn Tùng, 15 đồng chí Phùng Văn Sang. 100% đại biểu đã thống nhất hình thức bầu cử bằng biểu quyết giơ tay một lần cho cả danh sách 15 đồng chí. Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm bầu ban bầu cử gồm 3 đồng chí: 1 đồng chí Trần Đình Thành làm trưởng ban, đồng chí Phan Thị Hoa làm thư ký, đồng chí Trúc Đinh Văn Hiến làm ủy viên. Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc thể lệ bầu cử và điều hành bầu cử kết quả như sau: số đại biểu đồng ý là 33/33, đại biểu trên 36 đại biểu bằng 91.6%, số đại biểu không đồng ý là 0, số đại biểu có ý kiến khác là 0. Căn cứ kết quả bầu cử, 15 đồng chí có tên trên đã trúng cử ban chấp hành hội sinh mặt cảnh huyện Ba Vì khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Trần Đình Thành, trưởng ban bầu cử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian của đại hội. Vâng, tôi xin đính chính lại đồng chí hai lần, đồng chí nào và đồng chí Lê Hào Quang. Lê Hào Quang, đồng chí cứ đọc là Lê Quang Hào. Vâng, Lê Quang Hào lại ra một đại biểu khác đấy ạ. Vâng. Vâng, tiếp theo chương trình thì tôi xin kính mời các đồng chí ban chấp hành vừa trúng cử ban chấp hành hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì khóa 3 về phòng họp số 1 của ban nhân huyện để chúng ta họp phiên thứ nhất, và các đại biểu còn lại chúng ta ở tại hội trường để nghỉ giải lao và xem các video trưng bày sinh vật cảnh của trong thời gian vừa rồi. Đồng chí Đỗ Sinh và quan sát Đỗ Sinh đã có những video
của các thí sinh vận cảnh trưng bày A Mô Vận Thắng của thị trấn Tây Đàn và của Tiên Phong. Giới thiệu và bầu đồng chí Đỗ Quang Trung giữ chức vụ chủ tịch, đồng chí Đinh Thị Bích Hảo và đồng chí Đỗ Thị Hồng Minh bầu giữ chức vụ phó chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh Việt khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Sau đây xin mời các đồng chí đã trúng cử ban chấp hành Hội Sinh Vật Cảnh Việt khóa 3 lên ra mắt đại hội. Vâng, đây là ban chấp hành khóa mới, khóa 3, nhiệm kỳ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội. Rồi tôi chụp nhé. Anh đeo vào cái. Về tôi chụp này. Nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong ngày 19 tháng 11 năm 2021. Dự đại hội có 33 đại biểu chính thức đại diện cho 722 hội viên hội sinh vật cảnh trong toàn huyện. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và đổi mới, đại hội đã tham luận, đóng góp ý kiến và báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu hội sinh vật cảnh huyện lần thứ 2, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đang nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu, chỉ đạo lãnh đạo về Ban Vì bầu ban chấp hành chủ tịch, phó chủ tịch hội sinh vật cảnh khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đại biểu sinh vật cảnh huyện Ba Vì lần thứ 3 quyết định thông qua dự thảo báo cáo kết quả đánh giá thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu sinh vật cảnh lần thứ 2, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 và có ý kiến tham luận tại đại hội, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 2, khẳng định những kết quả nổi bật của hội sinh vật cảnh trong toàn huyện trong những năm qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song cán bộ và hội viên hội sinh vật cảnh cơ sở đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổ chức hội được xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh hơn. Đại hội xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Quốc Mộc đại diện cho tổ thư ký đã cho con nghị quyết báo cáo các quý vị đại biểu dự đại hội ngày hôm nay về dự với đại hội của hội sinh vật cảnh huyện Ba Vì. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban, đồng chí phó bí thư, đồng chí chủ tịch ủy ban đều hứa đến dự, nhưng mà vì việc bận suất nên là cũng không về dự để chỉ đạo đại hội được. Em hôm nay thì đồng chí Đỗ Quang Trung của chúng ta là vừa là chủ tịch hội sinh vật cảnh, vừa là đại diện cho lãnh đạo huyện ủy, ủy ban, sẽ có một số ý kiến để chỉ đạo và thay mặt cho ban chấp hành để chúng ta nhận nhiệm vụ của đại hội mới. Thế thay mặt cho đoàn chủ tịch xin chân thành kính mời đồng chí Đỗ Quang Trung sẽ vừa đại diện lãnh đạo ủy ủy ban và với vai trò là chủ tịch của hội sinh vật cảnh của chúng ta khóa 2 khóa 3 sẽ có một số ý kiến với đại hội chúng ta. Kính thưa các vị đại biểu, thì cũng phải đính chính lại một chút nội dung mà liên quan đến chủ đề trình bày
chiều nay thì báo cáo chỉ là thực hiện cái chương trình. Thì đối với hội sinh vật cảnh chúng ta là chúng ta tổ chức cái đại hội lần thứ nhất năm 2008. Trên cơ sở đó là chúng ta bắt đầu thực hiện cái nhiệm kỳ 2008 đến 2013. Vào năm 2013 là chúng ta tổ chức đại hội và dự kiến là đến năm 2018 là kết thúc. Nhưng mà tuy nhiên thì từ năm 2018 đến nay thì tận điểm này là chúng ta mới hoàn thiện để kiện toàn cái đại hội nhiệm kỳ 21-26 cũng là lần nhiệm kỳ đại hội lần thứ 3 của chúng ta. Thì báo cáo chỉ là hôm nay thì ta tổ chức cũng trong một cái không khí khá là đặc biệt. Báo cáo chỉ là chúng tôi có cái dự liệu ở xin ý kiến của thường trực để tổ chức đại hội. Thì nhưng mà tuy nhiên thì là do giai đoạn vừa rồi bây giờ dịch bệnh cũng như thể là tính phức tạp của dịch bệnh và đối với đại hội hôm nay thì báo cáo chỉ là cái 2 ngày thường trực mới lại cho ý kiến để quyết định để tổ chức với cái số lượng. Thì nếu mà chúng ta không có cái yếu tố phức tạp của dịch bệnh thì cái số lượng đại biểu sẽ cao. Thứ hai là thành phần khách mời, đặc biệt là các xã thị trấn mời đến để tham dự và chứng kiến cái đại hội này chúng ta. Thế nhưng mà theo quy định chung là đại hội các tổ chức hội nghị đối với trên địa bàn thành phố là chỉ được tổ chức hội nghị đối với số lượng không quá 50 người. Đây thì tất cả các bác cũng đều nhất trí với cái những chương trình hành động cũng như là dự thảo nghị quyết vừa rồi ban thư ký đã trình bày, thì được sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi xin được có một vài ý kiến như vậy và xin được một lần nữa cảm ơn sự có mặt của các bác, chú các anh chị trong hôm nay, trong hội nghị ngày hôm nay. Thứ nhất là tín nhiệm bầu anh em chúng tôi để tham gia vào ban chấp hành của hội, cũng mong là các bác sẽ tiếp tục tín nhiệm và ủng hộ anh chị em tôi cùng với các hội viên của chúng ta để làm sao đó là chúng ta đưa được cái hoạt động của hội chúng ta thực sự có ý nghĩa và đem lại cái lợi ích thiết thực cho kinh tế xã hội của huyện nhà cũng như là cái điều kiện của các thành viên và tại các xã thị trấn. Tôi xin được kết thúc cái ý kiến của mình và cũng xin được một lần nữa xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe các bác các anh chị và chúc cho cái hiệp hội sinh vật cảnh chúng ta ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa đại hội vừa nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Quang Trung chủ tịch hội sinh vật cảnh Hòa Bang vừa phát biểu, và đại hội cũng vừa nghe cái dự thảo nghị quyết đại hội do thư ký trình bày. Xin ý kiến của đại hội sau đây là đại biểu nhất trí với dự thảo nghị quyết của thư ký trình bày, xin cho biểu quyết ạ. Đại biểu có nào có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy là 100% đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Đoàn chủ tịch chúng tôi sẽ có trách nhiệm bàn giao cho ban chấp hành khóa mới để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Xin cảm ơn đại hội. Lời cảm ơn đến đại diện lãnh đạo của ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của huyện đã có. Xin gửi lời cảm ơn đến ban chấp hành hội sinh vật cảnh của xã Bản Thắng và xã Thái Hòa đã có qua một chúc mừng cho đại hội. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các đồng chí đã đến dự đại hội, và đại hội đã thành công tốt đẹp và hoàn thành chương trình của đại hội đã đề ra. Sau đây thì xin được đại hội xin được chào cờ để đến bắt đại hội.